chuẩn bị bước sang hiệp 3 và tất cả đang tập luyện. Bây giờ rất là đông lắm mày. Và bắt đầu hiệp ba. Số 10 vào rổ. Bây giờ đợi hình Trần Quang. Trần Quang. Trần Quang. Yeah.
Vả đang máy. Và anh Quang đang nhận lay. Vào. Đánh từ quyền hai quả đánh phạt và liền đánh cứ vào. Lão Cẩn ơi, đánh phạt không ta? Văn Kiệt, đánh ném phạt không vào. Số 12 ạ, số 1 không vào. Và anh Kiệt bị bao thành công. Công Tuấn đang nhận bóng. Số 15 không bỏ tay và đấm số 11. Số 10. Số 1. Số 1 đang đọc. Và số 10. Và anh Kiệt đã đi bao thành công. Anh Một pha đẹp tay và lóc. Và bây giờ là hỏi ý của hai đội. Số bây giờ là tranh lại 20 và nghiêng về Quảng Nam Lây 20 luôn mà mấy kinh đặt nó tự mạnh quá ngồi về quá ngon mà biết hay cái hút cái này. Để coi quay đi lên. Anh đánh ném vào một quả. Anh ném ném thêm trái nữa.
là số 7. Tấn đâu nhận ba đâu. Một kiệt một người. Tấn. Nánh ném ba. Đã dòng bánh. Thì anh có thể kêu chịp nào mà. Anh đi. Kiệt. Ông Tấn đang giặt bóng. Anh đang giặt bóng. Đây là thứ phạt. Hai bóng lên cho Tấn phạt đang mạnh. Rồi bây giờ là Tấn màu giặt banh. Số 7. Không vào. Ngọc Tấn đã ghi được điểm được. Rồi Văn. Vào. Nghiêng về mấy? Điểm số lần đầu nghiêng về đoạn mai. Số 12. Anh đánh đâu nhập bóng. Số 10 đã bắt được. Số 10 đã bắt được. Bạn đã bắt được số 1. Công Tấn dường như đã chạy rất nhiều. Các thay đổi. Bóng phút hiệp ba. Hỏi là sao? Đang nhận bóng play. Vâng, bóng chính là số 17, 10 người. Đó, Tấn đã giải trẻ qua được 2 người. Nhưng không vào rồi.
Cho Công Tuấn 30. 2 điểm tính cho Công Tuấn. Số 1 đơn giản bấm lên. Anh Ánh đơn giản bấm lên. Đâu Công Tuấn ghi điểm đó. Số 17 đơn nhận bóng. Công Tuấn nhận bóng. Số 17 liền. À, số 7, 17 là lấy được bóng. 30. Và đợt. Số 10. Số 10 à, Long đánh nhận bóng lây. Số 1 Ngọc bóng lây. Và anh đánh nhận hơn để anh đọc được hay ném ba. Số 10 đang cầm bóng. Anh Quang. Kiệt. Hoặc tấn phạm. Ngon. Số 10. Số 1 đánh bóng. Wow. Long Kiệt đã nhận được bóng. Kiệt đã ghi điểm. Và tỷ số cách biệt bao nhiêu mày tính thử? Tỷ số cách biệt bao nhiêu? Mười một, mấy bóng? Vào. Các năm bò. Số 30 đọc vào. Đọc vào. Anh lấy bóng. Số 30 1 nếp. Thank you.
Rất đẹp đó. Qua hiệp bóng Thank you.
Rồi. Rồi hai là về sang để cái cuộc thi đấu cuối cùng. Bây giờ khoảng 23 25 bây giờ hai đội hỏi
cùng là đấy cùng cái này bốn cầu bảy phút thì đấy hồi ấy là cuối cùng mà bảy phút thì hồi ấy là cuối cùng rồi đây là hồi ấy mới mái được rồi nha lần học thì thôi đấy bên này cái này ấy thì tôi là chị của Gia Hưng Gia Hưng anh lái để chơi bên đại học rất lâu sửa 21 tờ công tương nhật anh đó công tương mày đứng đó ừ anh số một Ngày rất cố gắng. Anh đầu nếu mặt kinh là mày. Công tớ giảm báo. Coi xin. Gia Hưng. Giảm báo. Số 5. Công tấn rồi Gia Hưng là lái được đọc vào sẽ có hai đội lính hạ kịch cho Navi Wow. Anh ném phong độ rất tốt. Wow. Tấn móc. Là... số 1 đơn giản bóc Long đúng không ạ? Không vào không vào đá bảo sĩ ra số hai ngón sáng để tay sẽ có hai phạt được cho hai quả phạt em số 21 anh nhận đấy thì ra làm công tướng nhận lại công tướng số 1 số 1 giống không bằng tóc âm thanh được nhận quá không biết rồi giá hơn thì ra anh nhận hơn rồi sơn máu lại vào bây giờ là
rất nhiều. Dạ kiệt, dạ kiệt. Hai tên, trả ra em qua. Hai bảy. Ba lùi nhỏ. Đội của ba. Đó. Không vào. Số 1. Ngâm bóng, đang dập bóng này. Số 1, vẫn là số 1. Đấu tục còn 4 phút 33 giây. 2-1 kìa, 2-1 kìa. Ê, chúc mọi. Ê, kì, gia hưng. Mọi gia hưng. Số tôm chính anh ba nhập họ đập chữ và còn 3 phút 37 giây. Công quan phút 52 giây. Quan rằng ra rồi, để anh ấy sẽ được bao nhiêu quả ném bơ. Phải mạnh quá, không phải mạnh kinh với anh ấy. Thứ bảy ở bên đường sẽ có hai vạt cho Vi. Oh.
số 1 vẫn giật mình. Số 1 giật Hà kinh rồi bạn. Trần Quang đi, một pha ném cực kỳ. Đội số 1 có pha xuống này bắt đây Trần Quang. Trần Quang ném rất hay, là lanh rổ rất hay. Số 1 tỷ số bây giờ là 119 và 113-119 mấy nhìn dùm thử. Đối cùng còn 1 phút 32 giây như thế này, đối cùng còn 1 phút 32 giây. Tỷ số bây giờ là 113 và 86 nghìn người ở đây. Hãy đánh dành cho Nga Vy. Chắc mình học rất là cô. Đây là người 3 đến 3. Vòng quán trăng. Đúng. Đúng rồi. Và sẽ có 2 quần phòng cho Trần Quang. Trần Quang rất cố gắng. Chúng ta hãy xin phép tôi ban hôm nay bốn lần với nhau, nhắc lại khoảng bốn lần với nhau. Wow, bài bốn lần vào họ bình tĩnh và kéo đông từ xa. Rồi. Còn 24 giây. Nam đã nhận. Trần Quang đưa cho hai chưa cho Trần Quang. Hai tấn được cho Nam Vy. Anh game. Nhưng chỉ còn 50 giây. Hai tấn được cho anh nhập hồi đọt lấy Trần Quang. Trần Quang ném điểm không biết vô mày nhìn nhìn thấy vừa vừa thì đối cuối cùng còn 36 giây thì cái này đó cùng còn 36 giây nó đục 82 vào cái bóng tầm xa số học đó. Đón dài, 27 giây. Còn 15 giây. 13, 12, 11, 10. Hết giờ.
dòng máu hoa nha.